sáng nay đi anh lên cửa hàng em nào? Có lên chị đấy mà. Ba ngày đi à? Đi ở. Tập người, ngắn người. Lâu lâu đi đây nào, lâu đi chơi. Thế mà 5 người lên bờ mỗi người mua rồi. Hay là anh mua trước à? Thank you.